các bạn đến với Mimin Tarot. Và ngày hôm nay thì mình đem đến cho các bạn chủ đề đấy chính là ai đang rình mò bạn. Dùng cái từ rình mò thì nghe có vẻ là hơi kinh đúng không mọi người? Nhưng mà mọi người có thể hiểu là đây có thể là cái người đang theo dõi bạn, theo dõi những cái nhất cử nhất động của bạn. Họ đang khám phá và đang tìm hiểu về cuộc sống của các bạn chẳng hạn. Có thể là một cách lộ liễu hoặc một cách âm thầm. Thì cái lý do mà mình đặt tên cái chủ đề này là rình mò là bởi vì mình có xem anh Độ BC chơi game ấy mọi người. Thì ở trong cái trò chơi đấy nó có tên là Google Duck hay sao đó, trò chơi con vịt ý, thì nó có một cái nhân vật tên là kẻ rình mò. Thì vì thế mà ngày hôm nay đột nhiên mình có một cái ý tưởng nó nảy ra. Đó chính là ai đang rình mò các bạn. Chúng ta sẽ có 3 sự lựa chọn như thường lệ, 1, 2, 3. Nghe như mình nói đấy, nghe thì nó kinh kinh, nhưng mà thực ra là người ta đang theo dõi một cách, hoặc là người ta đang tìm hiểu về mình một cách lộ liễu hoặc là công khai. Thì chúng ta hãy cùng khám phá xem đấy là ai nhá. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với số 1 ạ. Chào các bạn, đến với tụ bài đầu tiên. Đây là trải bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi đó là ai đang rình mò bạn, ai đang theo dõi hoặc là ai đang tìm hiểu về cuộc sống của các bạn. Thì mình thấy rằng là đầu tiên cái nhân vật này là nhân vật có liên quan đến mặt công việc của các bạn. Người này có thể là làm chung công việc của bạn, làm chung công ty, làm cùng team với các bạn, hoặc là họ làm khác team đi chăng nữa, nhưng mà họ biết bạn và họ đang có một cái điều gì đấy mà đang cảm thấy khá là bị thu hút bởi bạn. Thì người này chắc chắn là đến từ công việc của các bạn nha. Và nếu như trong một trường hợp nữa họ không đến từ công việc của bạn thì họ có thể đến từ một cái yếu tố khác, nhưng họ cực kỳ tò mò về cái vấn đề công việc của các bạn. Đầu tiên thì mình cảm thấy rằng là cái mối quan hệ giữa hai bạn ấy, mình thấy là không hẳn là thân thiết đâu. Mình thấy là nó vừa phải thôi, có thể các bạn vừa mới quen nhau thôi. Quen ở đây là quen biết nhau rồi, nói chuyện để thấy cũng hợp hợp rồi là quyết định làm bạn với nhau. Hoặc là cũng có những cái trường hợp khác là các bạn đang ở trong một mối quan hệ bắt đầu tìm hiểu với cái người này. Nhưng mà nó rất là mới nha, nó chưa là gì đâu. Và mình thấy rằng là hai người cảm nhận được là hai người có một cái sự giống như là một cái sự đồng cảm, một cái sự thấu hiểu nào đó ở phía nhau, tức là đại loại là cảm thấy rất là hợp nhau á. Đó, nói chuyện với nhau hợp, trao đổi với nhau cũng khá là hợp. Thì mình thấy rằng là cái người này họ vẫn còn đang đề phòng các bạn nha. Đầu tiên là họ vẫn đang đề phòng các bạn, họ cũng không biết là cụ thể bạn là cái người như thế nào. Vì thế mà mình thấy rằng là người này chưa, họ chưa bộc lộ cái con người họ thực sự 100% đâu. Tất cả những gì mà họ thể hiện ra với bạn ấy, rằng là họ có những cái nét này kia đồng điệu với các bạn ấy, đôi khi đó là nó có một cái phần trong đó là hơi diễn nha. Cho nên là mình thấy rằng là cái người này thì họ chưa dốc hết lòng với bạn và họ cũng chưa tin tưởng bạn 100%, và mình tin rằng là bạn cũng như vậy với họ. Tuy nhiên cái người này cực kỳ thích cái nguồn năng lượng của bạn, cực kỳ thích những thứ mà bạn đang có. Cho nên là nếu như đây là một cái người bạn mà không phải là tình yêu á, mà nó là một cái tình, không phải là tình yêu lãng mạn á, mà nó là một cái tình bạn ấy, thì mình thấy rằng là bạn cũng cứ nên từ từ đối với cái mối quan hệ này thôi. Không nên dốc hết ruột gan đối với cái người này đâu nha. Người này thì họ vẫn đang giống như là họ vẫn đang chờ đợi thời gian để làm rõ xem bạn là con người như thế nào, những thứ tốt đẹp trong cuộc sống của bạn ấy nó đang đến từ đâu. Và cái người này ấy, họ cũng không, mình thấy là họ không có banh nóc ra đâu, họ không có bộc lộ hết đâu, họ chỉ biểu hiện ra những thứ mà họ muốn bạn thấy thôi. Còn ẩn sâu đằng sau cái người này này, họ không phải là một người dễ dàng bộc lộ đâu. Có thể bạn thấy là cái người này rất là cởi mở với bạn, nói chuyện kể chuyện này chuyện kia chuyện này chuyện kia, nhưng mà đừng tin, bởi vì có những thứ người này họ kể với bạn ấy là những cái thứ mà họ bịa ra, hoặc là họ tung hỏa mù thế thôi để xem cái thái độ của bạn như thế nào đó. Thì mình thấy rằng là trời ơi, một cái mối quan hệ mà nó có phải có một cái sự thăm dò nhau quá nhiều như thế này ạ, thì nó thực sự rất là mệt. Mình thấy rằng là cái thứ mà bạn có ở đây á, đấy chính là cái sự tập trung của bạn. Bạn có những cái ước mơ, những cái mong muốn, những cái đam mê của bản thân, và các bạn rất là mong muốn có thể đi thực hiện được cái đam mê cũng như là cái khao khát đó của bản thân. Mình thấy rằng là bạn hiện tại đang cảm thấy khá là yên bình. Cho nên ý, cái người này á, hiện tại thì mình thấy là họ chưa gây hại gì cho các bạn cả, họ cũng chưa có một cái hành động gì đấy quá lố với các bạn cả. Nhưng mình thấy rằng là người này không phải là một người cởi mở, và họ không giống cái cách như họ biểu hiện ra. Cho nên là bạn nên cẩn trọng một chút. Bạn hiện tại đang rất ổn với cuộc sống của bạn, đang rất ổn với những gì bạn có. Vì thế bạn khi mà ai đấy đến với bạn, bạn cũng phải chắt lọc xem là cái người này có thực sự phù hợp để bước vào trong cuộc sống của mình hay không. Người này mình cảm thấy rằng là mình cứ có một cái linh cảm ấy, là cái người này họ đang khao khát những thứ mà bạn đang có. Có thể là cái nhiệt huyết, cái đam mê, cái nguồn năng lượng của bạn. Rồi là họ yêu thích những thứ hiện tại mà cuộc sống các bạn đang có. Mà có thể là các bạn thấy là ôi, mình cuộc sống mình làm gì có cái gì đâu mà làm gì mà nó khao khát, đúng không? Nhưng mà có thể bạn nghĩ như vậy, nhưng mà không, người ta nghĩ khác.
Khi mà người ta không có được cái thứ mà bạn đang có thì họ sẽ thấy thiếu và họ lại muốn có những cái thứ đó. Có thể là những mối quan hệ của bạn này, họ muốn chen chân vào những cái mối quan hệ của bạn này, hoặc là làm những cái gì gì đó chẳng hạn, hoặc là họ thấy bạn có cái cách ăn mặc này, cách ăn nói này, hoặc là cái cách mà bạn làm việc này, họ muốn học theo, và đôi khi là trong vô thức họ bắt chước theo những cái điều đó. Và nếu như mà có cái biểu hiện này thì mình thấy là bạn nên cẩn trọng. Và cái người này mình thấy rằng là họ giống như một cái loại cám dỗ ấy, và cái sự cám dỗ này có thể dẫn bạn đi sai đường. Cho nên ấy, cái gì cũng thế thôi, ban đầu nó mà càng đẹp ấy, mà nó đến với nhau càng nhanh ấy, kể cả tình cảm hay là những cái mối quan hệ khác ấy, thì cái khả năng để mà nó có thể đi lâu dài được với nhau ấy nó lại càng thấp. Lý do là bởi vì mình thấy là những cái thứ mà nó rộn ràng ban đầu, những cái thứ mà nó kiểu nhìn bề ngoài là nó hợp nhau đấy, nhưng mà sâu thẳm bên trong mọi thứ lại không phải là như thế. Tức là mọi chuyện nó không đơn giản như là bạn nghĩ đâu, mọi thứ thật nó sẽ phức tạp hơn. Mình thì mình thấy rằng là bạn đang tập trung cho cái cuộc sống của bạn, cho mong muốn của bạn, nên bạn cũng không quá để tâm gì đến cái người này. Nhưng khẳng định lại với bạn một lần nữa là đừng coi thường cái người này, cũng đừng quá làm, tức là khi mà chúng ta chưa xác minh được cái người này là ai, họ cụ thể là người như thế nào, thì chúng ta nên có một cái sự cảnh giác đối với cái người này. Chúng ta đâu biết họ là người tốt hay người xấu đâu, đúng không? Nhưng mà mình cũng đã nhắc nhở các bạn ở trong cái tụ này rồi, là cái người này họ có thể là họ luôn như vậy, họ không hết lòng với ai hết đâu, họ luôn thân thiết với tất cả mọi người, họ luôn có thể là hơi thảo mai đấy, thân thiết với tất cả mọi người, lúc nào cũng tỏ ra là một cái người quảng giao. Nhưng mà cái người này giấu rất là nhiều những cái bí mật, và họ cũng là một cái người chôn rất là chặt những cái thứ bên trong cuộc sống của họ, nên là có thể họ là người nắm được rất là nhiều thông tin từ nhiều nhiều nơi, nhiều nguồn, nhưng mà không có nhiều người biết về cái thân phận của họ, về cái con người của họ đâu. Cái người này thì mình cảm thấy rằng là họ lại đang đào cái cuộc sống của các bạn lên, giống như cái cách mà họ đã từng đào cuộc sống của những cái người khác, thì họ đang đi tìm kiếm, tìm hiểu này cái các thứ. Thì theo mình thấy là bạn cũng không nhất thiết phải giấu giếm, nhưng những cái gì quan trọng không nên nói. Bạn không nói, hoặc là bạn né tránh, hoặc là bạn nói một cách là bạn không thích nói đó, để cho họ ngừng cái việc đó lại. Nhưng mà bạn mà cứ lửa kín lửa hở là cái người này nó rất là tò mò đấy, họ sẽ phải đi tìm bằng được ấy. Mình thì mình thấy là bạn có mục tiêu của riêng mình cũng như là ước mơ mong muốn của bạn, thì mình thấy là bạn nên tập trung vào cái đó, đừng để cái người này họ ảnh hưởng đến các bạn nha. Nên cảnh giác thôi, nhưng mà đừng để cho họ ảnh hưởng nha, bởi vì họ có thể là sẽ làm bạn sao nhãng này, hoặc là quyến rũ bạn để rủ bạn hay đi chơi, hay là kiểu, nói chung mình không có cảm nhận tốt về người này, mình không có cảm nhận đó đâu. Mặc dù đấy có hai ly này, nhưng mình không chắc là mối quan hệ này có thể kéo được dài quá lâu và có thể đi sâu sắc với nhau, vì vì mình cảm thấy cái nguồn năng lượng của bạn nó tốt, nó đang rất là tốt, nó đang rất là đẹp. Và nhưng mà người này thì họ đang thiếu những thứ mà bạn đang có, nên là nên cẩn trọng vẫn là tốt nhất nha. Còn đâu mình cũng không nói là người này là người xấu hoàn toàn, hay là họ là một người vô cùng kinh khủng tệ hại, không, mình không nói như vậy. Nhưng mình nói rằng là bạn có vẻ không phù hợp với cái dạng người như thế này, với cái kiểu người như thế này, vì bạn có những cái mục tiêu của riêng bạn, và bạn không phải là lang nhang sao nhãng hay là tọc mạch hay là muốn nghe chuyện người này người kia đâu. Đó, bạn muốn tập trung vào thứ bạn cần tập trung thôi. Đó, ok, thì đấy là số 1. Đang với Các số 2 bạn đến với tụ bài số 2. Đây là trải bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất, với câu hỏi đó là ai đang rình mò các bạn. Tụ bài này nghe rình mò thì không đúng, tụ bài số 1 thì cảm giác là rình mò thì đúng rồi đấy, nhưng mà tụ này thì mình cảm thấy là họ tức là cái những điều họ làm tìm hiểu về bạn á, họ làm căn lộ lộ luôn, tức là họ làm lộ lộ liễu luôn, họ thể hiện cho bạn thấy là ô, tôi đang muốn tìm hiểu về con người của bạn như thế nào, chứ không phải là tôi muốn thăm dò bạn, hoặc là tôi làm những gì đấy khuất tất đằng sau lưng bạn đâu. Cái người này thì có thể là một cái người đàn ông này có thể là trẻ tuổi nha, hoặc là nếu như họ không trẻ về mặt tuổi tác ấy, thì cái bề ngoài của họ rất là trẻ, có thể là cái người này không quá cao, nhưng từ cái nước da của họ cho đến cái mái tóc, cho đến cái cách mà họ ăn mặc ấy, mình cảm thấy rằng là họ khá là trẻ trung nha. Họ có một cái nét gì đấy cực kỳ là trẻ trung ở đây, và cái người này hiện tại họ đã có những cái điều kiện rồi. Họ đã có điều kiện đối với cuộc sống của họ rồi. Ví dụ như là họ đã có nhà, có xe, có địa vị, hoặc là làm chủ một doanh nghiệp, hoặc là một cái người gì đấy mà mình cảm thấy là họ rất là giỏi. Có thể là họ làm giàu từ bằng chính bản thân của họ, hoặc là do sự giúp đỡ của gia đình. Thì cho dù bằng cách nào đi chăng nữa thì mình thấy là họ thành công từ khi còn rất là sớm, còn khi mà từ khi mà còn rất là ít tuổi. Đó, cái người này nhìn kiểu rất là công tử luôn ấy.
Thì cái người này á, tại sao họ lại đến với cuộc sống của các bạn, và họ tại sao họ rình mò ở đây? Thì ở đây mình, như mình nói là không phải là họ rình mò bạn đâu, mà là cái người này, mình không biết là cái mối quan hệ giữa bạn và họ là mối quan hệ gì, thân thiết hay là anh em bạn gì hay là như thế nào, cái đấy mình không quá rõ. Nhưng mình thấy cái người này tốt cho bạn thôi, họ không có gì xấu đâu. Cái người này mình cảm thấy rằng là họ sẽ là cái người giúp đỡ cho bạn, và trong lúc mà bạn khó khăn, đặc biệt là khó khăn này mà tiền bạc tài chính công việc, có thể họ sẽ tìm cho bạn một công việc, hoặc là họ sẽ giới thiệu cho bạn một cái công việc nào đó, hoặc là họ muốn bạn về làm công ty, làm một cái công ty của họ chẳng hạn, hoặc là đại loại là họ sẽ đưa ra một cái đề xuất nào đấy giúp đỡ cho các bạn. Họ sẽ kiểu tư vấn cho các bạn về cái việc là à, bạn có nhiều lựa chọn hơn, ngoài những cái lựa chọn hiện tại bạn đang có thì bạn có nhiều lựa chọn hơn này 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 đó. Người này với một số trường hợp có thể họ đã từng đi nước ngoài, có thể họ đã từng công tác ở nước ngoài, đang từng làm việc ở nước ngoài, bây giờ đang ở Việt Nam, hoặc là cũng có những bạn thì người này hiện tại đang ở nước ngoài, họ có khoảng cách về mặt địa lý đối với các bạn. Nếu như không phải ở nước ngoài hoặc là chưa từng đi nước ngoài thì có thể là hiện tại các bạn đang có khoảng cách với nhau, một người Nam một người Bắc chẳng hạn. Đó, thì mình thấy rằng là cái người này á, họ họ có những thứ mà kiểu tức là tuổi trẻ, họ 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 trẻ đi, nhưng mà họ có được những cái trải nghiệm cũng như là những cái thứ mà rất là nhiều người khác chưa thể có được. Thì mình thấy là cái người này sẽ tiếp thêm cho bạn những cái sự tự tin để bạn có thể đối diện với những cái khó khăn ở trong cuộc sống. Người này thì có thể là một người mà bạn quen qua mạng, hoặc là bạn vô tình quen, hoặc là tự nhiên nó rơi từ trên trời, nó rơi xuống chả biết ở đâu, hoặc là bạn đã biết người này từ trong quá khứ rồi nhưng mà không có liên hệ, không có liên lạc gì, cho đến cái thời điểm này đột nhiên hai người vì một cái lý do nào đó có một cái sự liên kết với nhau, có một cái sự liên hệ với nhau thì bắt đầu nói chuyện lại. Thì mình thấy là ở đây chúng ta có Enchanted Forest, thì mình thấy là tức là nếu như mà hiện tại các bạn đang cảm thấy cuộc sống của mình nó o ép mình quá, và mình có nhiều cái câu chuyện mà mình chưa được cởi mở, chưa được bộc lộ, chưa được thể hiện, chưa được nói ra ấy, thì mình thấy rằng là các bạn cứ yên tâm đi, sắp tới đây sẽ có rất là nhiều những cái điều kịch tính, một cái làn gió của sự kịch tính mới là sẽ đến với cuộc sống của các bạn. Mình nếu như các bạn là cái đối tượng mà người này thích, hoặc bạn có tình cảm với cái người này ạ, thì không nói, nhưng mà đại loại là cái người này họ đến với bạn không phải lúc nào cũng là bởi vì tình yêu đâu nhá, tình cảm lãng mạn hay gì đó đâu nhá, là bởi vì họ quý bạn thôi à, họ quý bạn, hoặc là người này như kiểu quý nhân phù trợ cho các bạn, quý nhân thôi, cho nên là họ xuất hiện trong cuộc đời của các bạn và mong muốn giúp đỡ các bạn. Người này mình thấy rằng là có thể họ có một cái lối sống gì đấy nó khá là thoáng, từ cái cách mà bạn họ ăn nói, cách họ ăn mặc, cách họ vận hành cuộc sống của họ, và cái cách mà họ chia sẻ với bạn khi mà bạn tiếp xúc với họ. Đúng như là cái câu chuyện này nó rất là giống với cái câu đấy là gì, nói chung là đừng trông mặt mà bắt hình dong, đừng trông mặt mà bắt hình dong, vì cái hình của cái người này họ khác với những thứ, cái kiểu hình của người này họ biểu hiện ra khác với những thứ bên trong của họ đó. Ok, mình muốn rút thêm nhé. Mình thấy là cái người này sẽ đưa đến cho bạn rất là nhiều lựa chọn, chỉ ra cho bạn thấy wow, chúng ta có đây, chúng ta có bốn gậy này, Justice này. Nói chung là mình cảm nhận được rằng là cái người này là một cái người tốt nha, một người này là một người tốt, nhiều khả năng với một số trường hợp thì họ có tình cảm với bạn thật, hoặc là cũng có những bạn ở đây thì mình cảm thấy người này đang là người yêu của các bạn rồi, chồng vợ gì đấy của các bạn rồi, chồng các bạn chẳng hạn đó. Và mình thấy là cái người này họ tất nhiên là để có thể mà giúp được bạn ấy, máy mình vừa bị hết dung lượng. Cái người này á, để mà có thể hiểu về bạn, để có thể đưa ra lời khuyên cho bạn thì họ phải hiểu về bạn đúng không? Và để hiểu thì họ gì? Họ sẽ tìm hiểu về bạn, họ sẽ kiểu giống như là xem xét bạn là người như thế nào này kia các thứ. Tức là mình cảm thấy người này không phải là rình mò đâu, mà là họ sẽ phân tích bạn thông qua những cái gì mà bạn nói với họ, thông qua những cái gì cuộc sống của bạn đang diễn ra, thì họ sẽ có cái đáp án cho chính họ ở đây. Mình cảm thấy rằng là cái người này á, khi mà bạn tiếp xúc với họ, mình không cần biết là hai người là mối quan hệ gì, nhưng mình thấy là hãy chân thật nhất có thể thì họ sẽ giúp bạn. Thứ nhất là kỷ luật, thứ hai là chân thật, cái thứ ba là hãy lấy những thứ hoặc là hãy nhận những thứ gì đấy mà bạn cảm thấy mình xứng đáng thôi. Ví dụ như là họ đôi khi họ cũng thử lòng bạn đấy, họ cho bạn rất là nhiều thứ, nhưng mà nếu như mà bạn cái gì bạn cũng lấy, hoặc cái gì bạn cũng vơ vét hết vào người bạn á, là họ sẽ đánh giá bạn ở một cái góc độ khác. Nhưng nếu như mà bạn bảo rằng là à, tôi chỉ lấy những thứ mà tôi cần thôi, còn những thứ tôi không cần thì bạn chia cho người khác đi, ví dụ như thế, thì họ sẽ đánh giá bạn ở một góc độ khác. Cho nên ý, là không nên tham đối với cái người này nha. Người này cũng có thể là một cái vị sếp trẻ tuổi nào đó của bạn, trên bạn đó, chức vị hơn bạn, nhưng mà có thể là vẻ ngoài khá là trẻ, hoặc là chạc chạc tuổi bạn, hoặc là trẻ hơn bạn, thậm chí trẻ hơn bạn. Thì mình thấy là khi mà bạn 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 để cho cái người này họ tiếp xúc với cái cuộc sống của bạn ấy, mình thấy là
có khả năng cao ấy là bạn sẽ giống như là nó sẽ giúp cho cái cuộc sống của bạn về mặt vật chất tinh thần ấy, nó sẽ có rất là nhiều những cái bước cải thiện. Mình thấy rằng là hãy sống thật là kỷ luật nha, hãy sống thật là kỷ luật, hãy thật là kiểu giống như là chân thật thánh liêm nhất có thể ấy, mọi người. Đó, đối với cái người này thì sẽ rất là có lợi cho các bạn. Nói chung mình không có cảm nhận được gì là có một cái dấu hiệu gì nó xấu trong cái mối quan hệ này cả, hay là cái gì đấy mà nó đáng báo động ở đây cả, vì nếu như có thì mình sẽ báo cho các bạn, nhưng mình không có thấy cái điều đó, cho nên là bạn hoàn toàn có thể yên tâm. Nhưng hãy nhớ đấy, không tham nha, không tham. Cái người này này sau họ sẽ còn phát triển nữa cơ các bạn, sẽ còn phát triển rất là xa nữa cơ. Cho nên là mình thấy rằng là nếu như họ là người bạn của bạn ấy thì hãy trân trọng họ nha. Đấy là số 2 tuần với số Chào các 3. bạn. Đến với tụ bài số 3. Đây là trải bài chung, chính vì vậy đón nhận thông điệp này của mình một cách thật là cởi mở nhất. Với câu hỏi đấy là ai đang rình mò các bạn, ai là người đang rình mò các bạn, thì tụ bài này cũng có thể được quy vào một dạng rình mò nha. Tụ bài đầu tiên và tụ bài số 3 thì được quy vào dạng rình mò, tụ bài số 2 là người ta tìm hiểu về về cái người đấy thật. Còn đâu tụ này khả năng là rình mò nha. Người này là ai? Mình thấy rằng là người này đã là một cái người mà có thể đã từng bỏ rơi bạn, hoặc bạn đã từng bỏ rơi cái người này. Cho dù ở một cái hoàn cảnh nào đi chăng nữa thì mình cảm thấy rằng là đến hiện tại họ vẫn cảm thấy, khi mà họ nghĩ lại cái mối quan hệ giữa bạn và họ ấy, họ vẫn cảm thấy rằng là có thể họ vẫn đang đổ lỗi cho bạn. Họ vẫn nghĩ là bạn sai, họ vẫn nghĩ là bạn cứng đầu, và họ vẫn nghĩ là bạn tại bạn hết kiểu như thế. Thì cái người này cho dù cái họ bỏ rơi bạn hay là bạn bỏ rơi họ đi chăng nữa, thì mình thấy rằng là cái người này họ cũng cảm thấy không hề dễ chịu chút nào mỗi khi mà nghĩ về mối quan hệ giữa bạn và họ. Mình cảm thấy rằng là cái người này đã rất là nhiều lần đấu tranh với chính bản thân của họ trong cái việc là có nên liên lạc với các bạn hay không. Liên lạc ở đây đôi khi là họ hỏi thăm hoặc là họ gì đấy thôi, chứ họ không phải là có ý là muốn quay lại hay là muốn làm hòa làm lành gì đấy với các bạn đâu, mà mình cảm thấy rằng là họ muốn tò mò thôi, xem là cuộc sống của bạn đang như thế nào thôi. Bởi vì những gì mà họ đang tìm hiểu được trong cuộc sống của các bạn ấy, nó chưa làm thỏa mãn cái mong muốn của họ. Mình thấy cái người này đúng kiểu rình mò luôn. Các bạn có thể thấy là cái con mèo này nó đang lật cái thùng này ra đúng không? Chính là cái họ đấy, chính là họ đấy. Họ cực kỳ tò mò về cuộc sống của bạn, cực kỳ tò mò về những gì đang diễn ra. Và mình thấy rằng họ cũng đã nắm bắt được một số những cái thông tin trong cuộc sống của các bạn rồi. Cái người này thì khi mà họ càng tìm hiểu về cuộc sống của bạn ấy, thì họ càng đưa đến được cái quyết định rằng là hai người không không thể cũng như là không nên có một cái sự kết nối lại với nhau. Họ hiểu điều đó nhưng mà không ngừng dường như là rất là bị ám ảnh ấy, không ngừng tìm kiếm về bạn, tìm hiểu về cái cuộc sống của các bạn. Thì mình thấy rằng là họ đã biết được những thứ sau đây trong cuộc sống của các bạn. Thứ nhất là đầu tiên ấy, mình thấy rằng là đầu tiên là họ thấy rằng bạn đang có một cái sự chuyển đổi rất là mạnh mẽ về mặt tinh thần của các bạn, về mặt tâm linh của các bạn. Có thể họ biết bạn là một người dạng rất là tâm linh, có thể họ thấy là bạn có thể, thậm chí nhá, nếu như bạn có một cái trang kênh Tarot đi chăng nữa, YouTube hoặc là TikTok hoặc là bất kỳ một cái trang nào đó mà bạn có xem được Tarot hay gì đấy, mặc dù bạn không thể hiện nó trên trang cá nhân của bạn, can lộ ra mà các bạn giấu nó đi, một vài người biết thôi nhưng họ cũng biết được nha, họ sẽ nằm trong số một vài người họ biết nha, có thể thông qua nghe ngóng, có thể thông qua điều tra, thông qua stalk hay là thông qua cái gì đó, họ biết là bạn đang làm cái gì đấy liên quan đến tâm linh nha, là cái đầu tiên nếu như bạn có làm liên quan đến tâm linh. Cái số 2, nếu như bạn không làm liên quan đến tâm linh ý, thì có thể là họ thấy là bạn đang phát triển theo cái chiều hướng là bạn đang giống như là bạn bạn tin vào những cái quy luật của vũ trụ này, và tin vào cái việc là mình cần phải thay đổi, cần phải chữa lành, cần phải phát triển bản thân. Bởi vì có những người họ không tin vào cái sự chữa lành đâu, họ không tin đâu mọi người ạ, họ cho là vớ vẩn đấy kiểu như vậy. Thì họ thấy bạn đang phát triển theo cái chiều hướng đó, và mình thấy rằng là họ cũng thấy là bạn đang tốt lên từng ngày, bạn mạnh mẽ hơn, bạn thông minh hơn, bạn thông thái hơn, bạn phát triển hơn, bạn tự tin hơn, đồng thời bạn cũng kín tiếng hơn, nhưng mà họ vẫn biết được đấy. Cho nên là mới thấy rằng là khi mà họ muốn biết ấy, thì họ sẽ có rất là nhiều cách để biết. Thì cái người này này, mình cảm thấy rằng là họ đang dần á, họ đang dần giống như là đang dần tập cái cách mà không quan tâm đến cuộc sống của bạn nữa. Có rất nhiều lần mình thấy là họ đã quyết định là họ không stalk bạn nữa rồi, họ không tìm hiểu về cuộc sống của bạn, không có nghe ngóng, không có muốn này muốn kia với cuộc sống của bạn nữa rồi. Nhưng tức là đã rất là nhiều lần họ làm điều đó, thế nhưng mà mình thấy rằng là họ không làm được. Họ đã đấu tranh với bản thân của họ rất là nhiều lần, nhưng mà trong thời điểm tiếp theo thì mình nghĩ rằng là khi mà họ cảm thấy bạn đã phát triển rồi, và kiểu giống như là
cuộc sống của bạn không có gì bất ổn ấy, thì họ cũng sẽ có thể sẽ ngừng tìm kiếm bạn, sẽ ngừng tìm kiếm, sẽ ngừng rình mò các bạn. Hiện tại thì mình thấy là họ vẫn làm điều đó. Cái người này á, mình thấy rằng là cái mức độ phát triển của bạn và họ nó quá chênh lệch đi. Như mình nói rằng là họ vẫn đang đổ lỗi đấy, họ vẫn đang nghĩ họ là nạn nhân đấy, họ vẫn đang nghĩ là cái lỗi phần lớn là do bạn hoặc là tại bạn tất đấy, kiểu kiểu như thế. Trong khi bạn thì bạn phát triển thêm một cái chiều nó rất là cao rồi. Mình thấy là bạn cũng đã từng trải qua những trạng thái nuối tiếc, những cái sự vật vã, nhưng mà các bạn đã vượt qua và phát triển rất là mạnh mẽ rồi. Còn cái người này thì mình cảm thấy rằng là họ chưa đâu. Họ không nhận thức được cái việc là bây giờ ai cũng phải trưởng thành, và trong một cái vấn đề hay là trong một cái mối quan hệ ấy, thì nó sẽ có cả phần sai phần đúng đến từ cả phía hai bên đó, nhưng họ đang không nhận ra được điều đó. Và họ có thể đã cảm thấy khó hiểu là tại sao bạn sai lầm như thế mà cuộc đời của bạn bây giờ bạn lại đang phát triển theo cái chiều hướng này, bạn lại ngày càng tốt lên. Họ cảm thấy khó hiểu ấy, kiểu như thế ấy. Nên mình cảm thấy rằng là hai người nó giống như là hai cái thái cực, nó hoàn toàn khác nhau. Cái mức độ nhận thức, nhận biết của cái người này không giống bạn. Cái trải nghiệm của họ cũng rất là khác bạn. Họ có thể là một người cực kỳ thực tế, nhưng bạn là một người cực kỳ tâm linh. Bạn phát triển, chuyển hướng cũng như là chữa lành cái cuộc sống của mình theo một chiều hướng khác. Còn họ thì giống như là họ sống một cái cuộc sống mà nó không có cái gì là về mặt tinh thần cả, chỉ chủ yếu đến cái mặt vật chất hơn, nhiều hơn chẳng hạn. Đó, bây giờ mình sẽ xem thêm đi. Bạn thì hiện tại mình cảm thấy là bạn đã có một cái sự chuyển hóa rất là mạnh mẽ, ngày càng mạnh mẽ hơn, ngày càng cứng rắn hơn. Nhưng mà cái mạnh mẽ của bạn ấy, nó không đến từ ở đây, ta có hai lá trang này. Nhưng mà cái mạnh mẽ của bạn ấy, nó không đến từ cái việc đao to búa lớn, chém giết nhau hay là dao kiếm gì đó, mà nó đến từ cái sự trưởng thành của bạn, từ cái sự tĩnh lặng của bạn. Tức là kiểu giống như là có giống như là nước ấy. Đấy, nước thì nó rất là, nó không có hình thù hình dạng gì hết, nhưng mà nước nó có thể làm cho nước chảy mà đá còn phải mòn, đúng không? Những cái thứ cứng cáp nhất mà nó còn phải mòn, đúng không? Thì các bạn cũng như thế. Nói chung là cái người này thì mình cảm thấy họ vẫn đang phân vân trong cái việc là, nói chung là họ vẫn đang vật lộn với những cái suy nghĩ của chính họ, và người này họ không có trưởng thành đâu. Mình cảm nhận là cái người này họ sẽ có xu hướng, mình đã bảo rồi là họ có xu hướng rất là muốn nói chuyện với bạn, hoặc là có một cái buổi gặp gỡ lại để gặp bạn xem là hiện tại bạn đang sống như thế nào, cuộc sống con người của bạn ra sao. Đó, mặc dù như mình nói rằng là họ đã biết được một số thông tin rồi, nhưng mà họ cảm thấy khó hiểu quá. Bởi vì như mình nói là họ thiên về mặt vật chất nhiều hơn, còn bạn thiên về mặt tinh thần nhiều hơn. Nên là khi mà họ thấy bạn có một cái mặt tinh thần gì đấy khác biệt so với họ, thì họ cảm thấy thật là kỳ lạ. Và đôi lúc ấy, trong cái nhìn phiến diện của họ ấy, họ đánh giá bạn là một người kiểu có vấn đề, kiểu như thế. Nhưng mà mình nghĩ là bạn là một người phát triển theo chiều hướng khác, và bạn cũng sẽ không phán xét họ, đồng thời bạn cũng sẽ không để tâm những gì họ phán xét bạn. Hãy cứ là chính mình thôi, và bạn đang phát triển rất là đúng theo cái hướng của các bạn. Mỗi người có một hành trình khác nhau, chúng ta sẽ phát triển theo một cách khác nhau, bài học của chúng ta khác nhau. Khi hai người không còn điểm chạm, không còn điểm chung thì nó sẽ rời khỏi nhau. Mình cảm nhận là sắp tới có thể sẽ có một cái dịp nào đó mà các bạn sẽ được gặp gỡ lại nhau, hoặc nếu không á, mình cảm thấy người này hiện tại đang đấu tranh trong việc là có nên liên lạc với bạn không, và nhiều khả năng là họ sẽ liên lạc lại, hoặc là họ nhắn tin, hoặc là họ sẽ bắn tin, hoặc là vô tình các bạn sẽ gặp lại nhau theo một cách nào đó. Ok, thì đấy là số 3. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhấn like đăng ký kênh của mình nhé. Bye.